Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, vận may liên tục kéo tới, làm một được 10, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, kêu trời trời cho lộc, bất ngờ nổ trúng lớn, còng lưng gánh không hết của, tiền bạc phủ phê, đúng tháng 7 âm lịch 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống, chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý bản mệnh tuổi Bính Thìn thân mến, tôi biết không phải vô duyên vô cớ mà bản mệnh lại đến được đây, mà phải thật hữu duyên hữu ý thì ta mới có thể gặp nhau tại giây phút tâm linh đặc biệt này. Mong cầu lớn nhất, duy nhất của những lời tiên tri không phải là dự báo trước về tương lai, nhưng nó chính là bản lề song hành cùng cánh cửa vận mệnh con người. Hưng thịnh hay suy tàn, giàu sang hay nghèo khổ, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến thời hiện đại, các nhà tử vi, các nhà phong thủy, các nhà chiêm tinh học đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh của con người, nhất là trong những năm gần đây. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đã nghe nói rất nhiều đến các nhà tiên tri, trong đó có thần đồng tiên tri Ấn Độ, là người nổi bật hơn cả, khi đã 5 lần dự đoán chính xác 100% về vận mệnh nhân loại. Cùng với những thảm họa xảy ra và mới đây nhất, cậu cũng có những dự ngôn gây sốc về vận mệnh của nhân loại, nhưng có liên quan mật thiết đến số mệnh của 12 con giáp trong năm 2024, năm cuối cùng của đại nạn thế kỷ nhân loại. Trong đó tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là nổi bật hơn cả, nếu bản mệnh may mắn là một trong số những con giáp sắp được luận giải này. Bản mệnh có thể hưởng vận may, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn, những việc khó khăn được đẩy lùi, đặc biệt tháng 7 âm lịch năm 2024 này. Mọi chuyện phát triển hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc song toàn, đem lại cho bản mệnh cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với các giai đoạn trước đó. Vậy, vận may nào sẽ đến với Bính Thìn sinh năm 1976, làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thật kỹ video và chiêm nghiệm nhé! Tổng quan tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực. Bởi vậy, những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Những người tuổi Bính Thìn có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt. Không chỉ có vậy, con giáp này còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người. Sự thật thà bao dung và yêu thương con người, ở Trung Hoa người ta quan niệm rằng hình ảnh rồng bay lên trời cao là biểu tượng thịnh vượng, phát triển, may mắn. Vì thế mà những người sinh cùng ngày này đều có ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Họ thích chinh phục thử thách và đối mặt với những khó khăn nguy hiểm. Những người tuổi Bính Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Khát vọng được phát triển khẳng định bản thân của người tuổi Bính Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Tuổi Bính Thìn rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bỗ bã với những người bạn thân thiết, đó là đặc điểm, tính cách trong con người họ. Tuổi Bính Thìn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung.
họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Bính Thìn sống thật ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt, nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Tuổi Bính Thìn thì luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình, không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại. Nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Bính Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Đàn ông tuổi Bính Thìn có nhiều tham vọng, ước mơ, hoài bão lớn và họ sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để biến những giấc mơ đó thành sự thật. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thoát khỏi khó khăn. Những người mang bản mệnh tuổi Bính Thìn sống rất thực tế, có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và đặc biệt là không bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra, những người này có sở thích tham gia những trò chơi thể thao, rèn luyện thể lực, sức khỏe. Tuổi Bính Thìn có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình, có nhiều quan niệm cho rằng tuổi Bính Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa dông gió bão, khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại, nếu sinh vào ngày nắng đẹp, gió heo may cả đời được sống trong sung sướng, giàu sang. Người tuổi Bính Thìn dù có vấp phải khó khăn, thất bại thì anh ta cũng sẽ nhanh chóng lấy lại được sự thăng bằng, không để nỗi buồn ngự trị quá lâu trong tâm hồn. Anh ta nhận ra được những thiếu sót, khuyết điểm của mình và rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá sau những lần thất bại. Họ có niềm kiêu hãnh và thích được mọi người sùng bái mình, từng lời nói, hành động của tuổi Bính Thìn đều chứa đầy sức mạnh và sự huyền uy quyền. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như không ai chịu lắng nghe làm theo lời khuyên của mình. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, con giáp Bính Thìn được hữu bật xuất hiện đã chống đỡ lại các hung tinh, giúp cho vận trình của con giáp tuổi Thìn tháng này được hanh thông. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ. Thậm chí trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải. Nguyệt lệnh quan đới mang lại niềm tin cùng khí thế bừng bừng cho người tuổi Bính Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua. Bản mệnh tháng này trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của bản mệnh lúc này đó là thái độ nền nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tam hợp cho thấy, cuộc sống của bản mệnh tháng này thiên về tình cảm và may mắn là bạn có được hạnh phúc như mong muốn, gia đình hòa thuận, sum vầy. Vậy, chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Bính Thìn sẽ có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp tháng này. Hãy tự tin và sáng tạo, bạn sẽ có được điều mà bạn vẫn hoài mong ngóng. Nỗi lo tài chính tạm thời được gác lại, điều duy nhất bạn cần bận tâm là trau dồi các kỹ năng, công việc. Với những ai trước đây thường hay im lặng và không có thói quen nói ra suy nghĩ hay thể hiện cảm xúc của mình, thì tháng này bạn đã mở lòng mình hơn, bạn muốn bày tỏ ý kiến vì lo ngại quá nhiều người đang hiểu lầm về mình. Nếu thấy có nhiều việc mình làm đã rất kỹ càng nhưng hiệu quả không cao thì bạn không nên chủ quan như trước đây. Nếu cần, hãy xem lại từng bước một để rà soát xem mình đã để xảy ra sai sót ở đâu. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, do có sự ảnh hưởng của tỷ kiên nên không loại trừ trường hợp có kẻ đang chơi xấu mà bạn không hề hay biết. Có những người họ chỉ cần lợi dụng sơ hở của bạn để trục lợi mà thôi. Do đó,
Bạn đừng quá dễ tin người, chớ thật thà quá mà vội vàng tin bất cứ ai. Với khí thế hừng hực, con giáp tuổi Bính Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giúp những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi, nếu không đó còn là sự làm phiền nữa. Hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. Về mặt tài lộc, tháng 7 âm lịch sắp tới dự báo một tháng mới nhiều may mắn trong cuộc sống, khi đi đâu cũng có người hỗ trợ giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan. Tháng 7 có thể nói mà tài chính của bạn sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Ngũ quỷ hung tinh mang đến điểm xui xẻo, có điểm tiểu nhân quấy phá ảnh hưởng tới tài lộc của con giáp tuổi Thìn. Điều này cảnh báo việc bạn kiếm được kha khá nhưng mất cũng không ít. Bạn có biết việc giữ tiền nhiều lúc còn quan trọng hơn cả việc kiếm tiền hay không? Nếu bạn cứ mãi giữ thói quen xấu trong việc tiêu dùng, thì tương lai của bạn sẽ không hề bền vững chút nào. Tháng cô hồn, có thể tuổi Bính Thìn vô tình để mất tiền và không rõ lý do, lúc này bạn thường có tâm lý một mất, mười ngờ. Nếu không cũng là vì quá tin người mà bạn dễ dàng nghe theo những lời mời chào hấp dẫn từ người quen về một khoản đầu tư sinh lời nào đó. Về mặt tình cảm, phương diện tình cảm trong tháng 7 năm 2024 âm lịch này thì có tam hợp ghé thăm, cho thấy khía cạnh tình cảm của bạn rất đáng mong chờ. Ngũ hành tương sinh giúp cho vận trình tình cảm của bản mệnh và một nửa của mình được cải thiện rõ rệt. Cho dù bản thân không quá kỳ vọng, nhưng bạn lại có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước đấy nhé. Sự kết nối của bạn với người thân trong gia đình được cải thiện, có cơ hội để được trò chuyện với mọi người, từng xảy ra hiểu nhầm trong quá khứ và cả hai được hóa giải được những khúc mắc. Về mặt sức khỏe, tuy dương khí thịnh, nhưng trong tháng 7 âm lịch, âm khí bắt đầu xuất hiện. Do đó, không nên để cơ thể ở trạng thái quá mát, quá lạnh, luôn để ý tới cách ăn mặc vừa kín đáo, vừa đảm bảo chất liệu mát mẻ để dễ thấm hút mồ hôi. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch, nhị hắc nhập cung chính Bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động đối với ai đang có bệnh nền. Bạn nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Để duy trì sức khỏe, bạn có thể tập những bài thể dục nhẹ nhàng, hoặc nếu cần có thêm động lực, hãy rủ thêm cả người thân trong nhà nữa nhé. Chỉ cần đi bộ nhiều hơn, leo cầu thang nhiều hơn trong vòng một tháng, bạn cũng đã thấy thể lực của mình cải thiện đáng kể đấy. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi sinh năm Bính Thìn 1976, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, người tuổi Bính Thìn có một tuần làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó nhờ tỷ kiên độ mệnh. Thái độ chuyên nghiệp này giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa. Nhờ vậy, Bính Thìn có thêm thời gian và không gian để làm những việc khác. Giữa tuần là thời điểm người cầm tinh rồng đạt được trạng thái đỉnh cao nhất, bạn nghiêm túc cống hiến được đánh giá cao nhiều từ điều đó. Tài lộc trong tuần ở mức bình ổn, phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt, cả chính tài và thiên tài xuất hiện trao cho bản mệnh một cơ hội kiếm được nhiều khoản thu nhập mới. Vấn đề là bạn sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Sao Thái âm che chở cho phương diện tình duyên gia đạo của Bính Thìn. Gia đình và người thân là chỗ dựa về mặt tinh thần cho bạn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích hay những lời động viên cần thiết từ người thân, điều đó giúp bạn cảm thấy an tâm và suy nghĩ thấu đáo hơn. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Mùi, Thân, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số phát tài, 11, 97, 89. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới dự báo, sao tốt Thái Dương che chở cho vận trình cả tuần này của người tuổi Bính Thìn, thêm phần sáng sủa. Bản mệnh đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, công việc có sự phát triển rõ rệt, bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khỏe để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất. Đây cũng là thời điểm nước rút cho một số hạng mục công việc quan trọng. Bạn nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót xảy ra khiến công sức trước đó đổ sông đổ biển. Con giáp, tuổi Bính Thìn có thể san sẻ bớt gánh nặng cho những người cộng sự của mình thay vì cứ nhận hết mọi việc về mình. Làm vậy, bạn sẽ có thêm thời gian tập trung vào công việc của mình hơn. Tài lộc cũng không có gì phải lo lắng.
người làm công ăn lương có thêm những khoản thưởng nóng hay phụ cấp trách nhiệm. Người làm buôn bán sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy. Mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình cũng tương đối xấu. Bạn thường tranh giành một số việc rườm rà, vặt vãnh, khiến không khí gia đình căng thẳng, bất an. Những ai đang làm cha mẹ, làm ông bà thì không nên áp đặt ý kiến của mình lên con cháu, mà nên tùy thuận sẽ yên vui hơn. Sao xấu sẽ gây bất lợi trong việc thay đổi mua bán, xây dựng nhà cửa. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Tỵ, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. Con số phát tài, 17, 66, 93. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Công việc của người tuổi Bính Thìn khá suôn sẻ ngay từ đầu tuần. Nhờ chính quan tác động, bạn được tạo nhiều cơ hội để phát triển năng lực cá nhân. Môi trường làm việc thân thiện và hòa đồng cũng khuyến khích con giáp này hăng hái, mạnh dạn thể hiện bản thân, chứng minh vai trò không thể thay thế trong tập thể. Với những gì đã thể hiện, bạn hoàn toàn có thể tự tin đón nhận những lời khen ngợi và tán dương từ mọi người. Sự nhiệt tình, năng động của bạn có thể trở thành tấm gương cho mọi người. Song bạn nên kiểm soát tốt niềm hăng say của mình, kẻo người khác lại nghĩ bạn đang có ý định lấn át họ. Trong công việc, tình hình tài chính của những người mang bản mệnh Bính Thìn cũng có nhiều biến chuyển tích cực trong thời gian này. Thiên tài giúp Bính Thìn có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập, bạn sẽ cần tìm thêm những nguồn hợp tác để mở rộng quy mô hơn nữa. Hãy tính toán thật thận trọng cho kế hoạch tương lai. Quý nhân, Mão, Tỵ, tiểu nhân, Ngọ, Thân. Màu sắc may mắn, đỏ, đen. Con số phát tài, 34, 67, 87. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 7 âm lịch. Trong tuần này, điềm báo tử vi cho thấy tuổi Bính Thìn nhận được khá nhiều sự trợ giúp từ thiên đức cát tinh. Công việc nhìn chung thuận buồm xuôi gió, bản mệnh không gặp phải áp lực quá lớn, cũng thoải mái phát huy năng lực của mình. Khối lượng công việc vừa phải, lại không bị ép tiến độ, giúp Bính Thìn có thêm không gian để thể hiện mình. Rất nhiều cơ hội cũng sẽ đến trong tuần, đó có thể là do bạn tự tạo ra được quý nhân hoặc được quý nhân mang tới. Bạn biết lúc này bản thân không còn có thể nhởn nhơ được nữa, con giáp này cần phải quyết liệt hơn trong công việc trong thời gian tới, tạo ra nền tảng vững chắc để tương lai không có gì phải lo lắng. Đường tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến, nên con giáp này cảm thấy niềm vui của bản thân càng lớn hơn, không phải vất vả quá nhiều nhưng tuổi này vẫn sẽ giành được những thứ mình muốn. Hơn thế nữa, bản mệnh được sự trợ giúp của quý nhân, khả năng đầu tư thành công sẽ nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, chuyện tình cảm trong tuần chẳng được như ý, con giáp này đắm chìm trong nỗi đau quá khứ mà chẳng thể tìm được cách nào để tự vực mình dậy. Hiện tại chưa đủ động lực để bạn quên đi những điều trong dĩ vãng. Hãy chắc chắn bạn không làm tổn thương những người bên cạnh mình chỉ vì sự thiếu dứt khoát của bản thân. Quý nhân, Mão, Dậu, tiểu nhân, Mùi, Hợi. Màu sắc may mắn, tím, vàng. Con số phát tài, 56, 64, 10. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Mệnh người tuổi Bính Thìn, sinh tháng 2 âm lịch, xem vận mệnh người tuổi Bính Thìn theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Theo âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, số phận may mắn, tài lộc, hanh thông. Sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng, sinh tháng này trong năm có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này, giúp họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý. Con cháu đầy đàn là mẫu người danh lợi song toàn đại phú đại quý. Nếu người tuổi Bính Thìn mà sinh vào tháng 2 âm lịch thì có mệnh quý nhân tài lộc, dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang nhiều người kính nể có quyền, có thế. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Theo lịch vạn niên, trời đất vào tiết Thanh Minh, người này thông minh, nho nhã là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh, tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu được nhiều người ngưỡng mộ,
Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng đa tài, đa nghệ, chí dũng song toàn. Ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức, không phải chuyện gì quá xa xôi. Đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Nếu người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 3 âm lịch thì được hưởng phúc khí thông minh, đĩnh ngộ, có nhiều cơ hội thể hiện bản thân, công danh vinh lợi đủ đầy, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 5 âm lịch, tháng 5 âm lịch nằm trong tiết mang chủng, rồng sinh tháng 5 là du long hà hải chuyên làm việc lớn. Tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo nên uy quyền cho mình. Công danh, sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm không gì cản nổi. Người tuổi Bính Thìn sinh tháng 5 âm lịch. Đây là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, có các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài, lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm, dưỡng tính, thay đổi bản thân thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở, muộn phiền. Số mệnh phú quý, người sinh năm Thìn, vào tháng này trong năm đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông là nhân tài giường cột quốc gia. Vận mệnh người tuổi Bính Thìn sinh tháng 9 âm lịch. Trong năm tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, người tuổi Bính Thìn sinh tháng này, tính tình điềm đạm chín chắn, tâm địa thiện lương trung thực, thật thà, cũng là người chính nghĩa sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày vạn sự như ý, cát khánh bình an. Người tuổi Bính Thìn, sinh tháng 9 âm lịch ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu. Tuy nhiên, cũng có lúc người này cố và có phần cố chấp ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân. Khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên cuộc đời nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Quý vị thân mến, không chỉ đơn giản là vấn đề tâm linh, bổn phận hiếu thảo với cha mẹ là gốc rễ của việc làm người. Bất cứ ai cũng là con của cha mẹ và rồi làm cha mẹ của con, cuộc đời xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Cóc thiềm thừ, cóc và ngậm tiền. Có lẽ con người ta không còn xa lạ gì với con cóc thiềm thừ trong phong thủy, đặc biệt cóc thiềm thừ là một trong những con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn vô cùng hữu ích. Hình tượng ngồi trên đống tiền vàng của con cóc với mong muốn cầu mong những điều tốt đẹp và may mắn, tài lộc cho gia chủ. Con cóc thiềm thừ ba chân này luôn hướng vào trong, thể hiện sự phú quý, đem lại nhiều tài lộc cho những người làm kinh doanh và buôn bán. Tỳ hưu, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Với sứ mệnh đem lại sự may mắn, niềm vui và tài lộc cho những người thiếu vận may. Đây cũng chính là lý do tại sao bên cạnh những con vật trên bàn thờ thần tài, người ta lại đặt thờ con vật tỳ hưu này. Đối với người tuổi Bính Thìn, tỳ hưu được xem là con linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn, thay đổi vận mệnh cho gia chủ tuổi Bính Thìn. Tỳ hưu thay đổi hướng nhà gia chủ, bảo vệ, đuổi tà ma và trấn an nhà, giúp gia chủ tuổi Bính Thìn sức khỏe, bảo vệ ngôi nhà của họ trước những khí giới không tốt. Long quy linh vật hóa sát chiêu phú quý. Long quy là rồng sinh 9 con, với ý nghĩa đem lại tài lộc và tiêu trừ sát khí bên ngoài, long quy sẽ giúp người tuổi Bính Thìn giải trừ khẩu nghiệp, tai ương và đem lại bình an. Đặc biệt nhất ở con linh vật này là trường thọ, nhà nào có con vật này thì các thành viên trong gia đình sẽ dồi dào sức khỏe, sống lâu, ít đau ốm và bệnh tật. Trong phong thủy của người tuổi Bính Thìn,
Tượng chuột phong thủy, hình tượng con chuột nằm trên đống tiền tài là một điều được ngợi ca và mong cầu của người tuổi Bính Thìn. Người tuổi Bính Thìn sẽ để con chuột phong thủy này trong huyệt tài lộc ở trong nhà, bởi theo quan niệm của họ rằng con vật này sẽ làm gia tăng tài lộc, vận khí tốt cho họ trong kinh doanh và buôn bán. Tượng voi, vật phẩm phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Voi là con linh vật đem lại may mắn và thành công cho người tuổi Bính Thìn. Sức mạnh là một trong những điểm nổi bật của con vật này. Chúng được thờ cúng và tôn vinh vì sự thông minh, may mắn và trí tuệ, luôn đem lại mọi sự thuận lợi, là đặc ân của con linh vật này. Khỉ linh phong thủy, may mắn cho tuổi Bính Thìn. Nhắc đến con khỉ, con người ta sẽ nghĩ ngay đến sự nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh. Biểu tượng con khỉ mang ý nghĩa là phong hầu của những người tuổi Bính Thìn, tức là sẽ đem lại tiền tài vô cùng lớn cho những người có vận mệnh này. Tượng rồng, vật hợp phong thủy của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Con linh vật phong thủy của tuổi Bính Thìn là con rồng, bởi chính nó là con vật biểu hiện của sự tươi mới và vinh quang. Rồng luôn hướng về hướng đông, hướng mặt trời mọc, tức là mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Do đó, con vật này luôn được các doanh nghiệp vô cùng sùng bái, tin tưởng và lấy làm hình ảnh thương hiệu của mình. Rùa phong thủy, biểu tượng của trường thọ. Hình tượng con rùa là biểu tượng của sự vận may và trường thọ đem lại cho gia chủ, bởi hình tượng trên lưng mai rùa mang những bí mật của trời đất. Con rùa ngồi trên đống tiền vàng thể hiện cho tiền tài, vật chất dồi dào, làm ăn phát đạt. Tượng sư tử trừ tà khí. Nếu bạn gặp trở ngại về tiền tài, thì tượng sư tử là linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn mà bạn nên lựa chọn, bởi tượng sư tử với ý nghĩa xua đuổi ma khí, bài trừ mọi trở ngại về tài lộc cho gia chủ. Người tuổi Bính Thìn nên đặt sư tử trước cổng để đem lại nhiều tài lộc, vận may và tránh được những trở ngại gây ra trong công việc. Tượng cá chép, linh vật phong thủy cho tuổi Bính Thìn. Cá chép hóa rồng là một câu nói quen thuộc mà ta hay thường nghe, vì thế mà cá chép được xem là biểu tượng của tính kiên nhẫn, chịu đựng và hướng đến thành công của những người tuổi Bính Thìn. Quý khán giả thân mến, trong xã hội hiện nay, việc ghen tị hay đố kỵ với một người nào đó đã trở thành bản năng, thế nên mới có câu, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Con người chúng ta là thế, một người đố kỵ với người tài hơn, giàu hơn, giỏi hơn, nổi tiếng hơn, xảy ra hàng ngày như cơm bữa, thế nên một ngày nào đó, bạn trở thành đối tượng để người ta ghen tị, đố kỵ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí là bạn nghĩ rằng mình cố gắng đối xử tốt với mọi người, không gây hiềm khích với ai, nhưng họ vẫn cứ ghen tị với bạn, thực tế là không thể nào có thể ngăn cản việc ai đó ghen tị hay đố kỵ với mình. Không ít người là bạn thân, nhưng ghen tức vì mình không có ai yêu, còn bạn có chồng yêu, chồng chiều, nên đã lập mưu cướp chồng của bạn. Đối diện với thực tế rằng, ai cũng có lòng ghen tị sẵn trong lòng, để bạn luôn trang bị cho mình tâm lý rằng nếu chuyện đó xảy ra, thì vẫn vượt lên trên khó khăn và sống mạnh mẽ hơn, vì chúng ta không thể nào thay đổi đối phương hay ngoại cảnh. Ta không thể bắt ai đó phải nghĩ tốt về ta, nhưng ta có quyền không cho họ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nếu để những gì họ nói họ làm tác động tiêu cực tới bản thân, thì ta đã tự kéo mình vào vũng lầy cho chúng có cơ hội hả hê vì hạ bệ được ta, thế nên cần tỉnh táo khi đối mặt với những kẻ này. Đừng ghét những kẻ ghen tị, vì khi họ ghen tị với bạn, tức là họ đang nghĩ bạn thành công hơn họ rất nhiều, tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn, bởi ghen ghét, thù hận, thành kiến hoặc là nghi ngờ, hèn nhát. Người ghen ghét đố kỵ cũng giống như một người mù, họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, luôn tìm cách suy diễn theo ý kiến cá nhân. Đối mặt với những kẻ đó, ta chỉ cảm thấy thương cảm cho việc họ mà thôi, những người này đang tự thấy mình yếu kém hơn ta, nên cố gắng dìm ta xuống bằng mọi cách. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn mới là người nắm giữ vận mệnh của mình, đừng để cho những kẻ thất bại đó hạ bệ hoặc ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của chính mình. Vì vậy, khi đối mặt với những kẻ nói xấu, gây hại cho mình, hãy mạnh mẽ vươn lên vượt xa họ, chọn bục đứng cao hơn để sự tiêu cực của họ không thể với tới bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.